Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chế tạo phần còn lại của bộ thẻ bài sinh tố Crypt. Và lần này sẽ có thêm những thẻ bài siêu hiếm như là thẻ bài Crypt H1H4 màu trắng nè. Vậy sức mạnh của những thẻ bài là gì? Xem hết video để biết nha bạn. À, và mình hiện tại đang có một cái kênh YouTube mới làm về tựa game Blockmango tên là MacGo. Thì các bạn hãy nhớ qua đó đăng ký cho mình nha. Bạn nào đăng ký rồi comment với cho tôi biết nha, và tôi sẽ thả tim cái comment đó cho các bạn. Còn bây giờ thì đây là bản tin khẩn cấp đến từ làng Sinh Tố. Theo như thông tin mà dân làng chúng tôi nhận được, anh MAZ hay còn gọi là anh Mac có tên hacker mà giải quyết hoài không xong. Con ảo thật đấy. Đâu tới đâu lùi, bây giờ hắn đã mở ra rất là nhiều cánh cổng để có thể dẫn những con quái vật tới với làng Sinh Tố. Và những con quái vật đó sắp tới rồi, mọi người ơi chạy đi. Oh my god, tiêu rồi mấy bạn ơi. Lại sắp có một cái đại dịch sắp tới rồi. Và có rất là nhiều kẻ xấu sẽ lan tới làng Sinh Tố rồi luôn. Và mình sẽ rất là khó để có thể tiêu diệt tụi nó. Nhưng mà không sao, tụi mình đã có những cái thẻ bài rồi. Thì trong tập trước á, đã có rất là nhiều con quái vật ký sinh trùng tới với làng Sinh Tố. Và mình đã có thể tiêu diệt hết tất cả tụi nó. Cái chuyện mà bây giờ có thể tiêu diệt thêm một đợt nữa với những thẻ bài này quá là dễ luôn các bạn ơi. Ok, nhưng mà mình phải nói Humon cái. Humon ơi. Đây, tao biết rồi, tao nghe rồi. Nãy giờ tao nghe mày đứng ngoài kia mày nói rồi. Mày có thêm đại dịch tới rồi đúng không? Đúng rồi, Humon ơi, khó nè. Bây giờ nè, cái vấn đề á là mình không biết được là bao nhiêu kẻ sẽ tới. Và cái đống thẻ bài này mình có xài được không? Dù là đống thẻ bài này nó mạnh thiệt sự á. Ui, cái gì á? Mon, nhà ngươi hãy ra đây. Dạ, Humon, đứng yên nha, tao ra cái gì á? Mát thời của nhà ngươi đã kết thúc rồi. Giao những thẻ bài đó cho ta, ta sẽ dùng nó tốt hơn nhà ngươi. Cái này là Thanos đúng không? Đây có thể là kẻ phản diện đầu tiên tới với làng Sinh Tố của mình á. Tôi không có đưa cho ông đâu. Không đưa hả? Vậy thì ta sẽ dùng đội quân của ta đem đến để chinh phạt nhà ngươi. Sao mà ông có thể chịu đánh tấn công tôi được? Tôi có rất là nhiều thẻ bài xịn luôn. Nhà ngươi không biết ta rồi. Ta là người, nếu ta không có được cái gì thì ta sẽ tiêu hủy đó. Tin ông à? Còn lâu, bây giờ tôi sẽ dùng thẻ bài hi ha luôn nè. 1, 2, 3. Ôi, những cái thẻ bài của mình đâu rồi? Còn ở đâu Mát, đem đi hết rồi. Ôi, chết rồi. Những cái thẻ bài giờ đâu mình lấy được dài nữa. À đi đây, và ta sẽ trở lại với một đội quân. Tạm biệt nhóc con nha. À, ông không có được làm như vậy. Đứng lại. Ôi, hắn biến mất rồi. Và những cái lá bài của mình cũng biến mất theo hắn luôn rồi bạn ơi. Chết rồi, giờ làm sao đây? Tiêu rồi, giờ mình phải kêu, giờ mình vô kêu. Ui, cái gì vậy nè? Lá bài click H1H4. Khi nào tên Thanos khi mà tiêu diệt cái lá bài thì ha, cái nhân cách H1H4 của lá bài nó sẽ hiện lên và nó sẽ tạo ra lá bài này. Vậy là lá bài H1H4 chỉ được kích hoạt khi mà lá bài hi ha bị tiêu hủy thôi bạn. Ok, bây giờ mình sẽ vô kêu Humon. Humon ơi, tao thấy hết rồi Mát ơi. Tao giờ tao cũng không biết làm sao nữa. Bây giờ làm sao bây giờ? Những cái con click á thì ở trong làng Sinh Tố biến mất hết rồi. Và không có còn bất kỳ con click nào để có thể gọi là tiêu diệt tên Thanos được hết. Giờ tao chỉ có đúng lá bài H1H4 thôi à. Lá bài gì? Lá bài H1H4 nè. Tao mới phát hiện ra là khi lá bài hi ha bị tiêu hủy á thì lá bài H1H4 sẽ tự động được tạo ra. Thiệt hả? Lá bài H1H4 đâu? Đây nè. Ui Mát ơi, tụi mình được cứu rồi Mát ơi. Ủa là sao? Được cứu là sao? Tao không hiểu. Trời ơi, để tao kể cho mày nghe nè. H1H4 á là một người có sức mạnh mà có thể đi xuống địa ngục và lên overworld một cách rất là bình thường. Và hắn có thể triệu hồi được người chết. Ui, vậy là cái lá bài H1H4 này có thể giúp tụi mình được đúng không? Gần như là vậy đó, tao nghĩ là vậy. Và nhưng mà có một điều á là khi mày sử dụng sức mạnh của H1H4 đồng nghĩa với việc á là mày sẽ sử dụng sức mạnh của tà ác và nó sẽ tạo ra một cái tiền lệ không tốt cho mày. Thật ra là tao chưa hiểu lắm nè, nhưng mà mày có thể nào nói kỹ tao được xíu không? Bây giờ tao chỉ mày làm luôn nè. Ok, bây giờ mày bắt đầu thà làm thôi. Bây giờ tao sẽ cho mày một cuốn sách. Ui, cuốn sách này ha. Rồi giờ tao phải làm gì nữa? Bây giờ mày phải đọc những cái câu thần chú theo tao. Chuyện mặt cái nào? Ủa mày đọc chưa vậy? Chuyện mặt cái nào? Thì đó, đọc rồi đó. Cái ngôn ngữ là ngôn ngữ của quỷ. Mày đọc sao? Mày đọc y chang ra được. Ok. Bây giờ ta sẽ đứng quay mặt vô đây. Sao ta bắt đầu? Ui, Humon ơi. Đúng rồi đó Mát. Bây giờ mày hãy suy nghĩ tên những cái tên ở trong đầu của mày và những cái người mà mày muốn triệu hồi về để mày có thể làm thẻ bài được, thì những người đó sẽ được triệu hồi lên từ cõi chết. Ok, xin cho tôi triệu hồi Lich Nabi, Lich Huynup, Lich Vuron, Lich Zeroth, Lich Sundu và Lich Chani. Ui.
Wow, có gì xảy ra không ta? Ui, mình thực sự là triệu hồi được người chết nè bạn. Ok Humon ơi, tao triệu hồi được rồi, nhưng mà bây giờ tao phải làm gì tiếp theo? Ê, công việc còn lại thì mày cứ để cho tao. Cái việc mà chế tạo thẻ bài từ những cái này thì là chuyện của tao mà. Nhưng mà tên Thanos có thể xóa những lá bài của mày, cho nên việc đầu tiên mày phải tiêu diệt được tên Thanos trước khi mày có thể sử dụng những lá bài này. Bây giờ làm sao để tao có thể tiêu diệt được tên Thanos được? Nói về chuyện này, tao có một cái món quà này cho mày đây. Ui, cái gì vậy? Xin giới thiệu với mày hai lá bài để có thể triệu hồi được bộ giáp sinh tố và thanh gươm sinh tố. Ui mấy bạn ơi, không những là tụi mình có những lá bài nhân vật mà tụi mình còn có những lá bài về bộ giáp hoặc là chức năng nữa bạn. Ok bạn ơi, bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của mình là tên đi tiêu diệt tên Thanos để hắn không có thể nào mà có thể xóa những lá bài của mình nữa. Bây giờ mình sẽ đi thôi. À, nhưng mà đầu tiên mình phải triệu hồi được những cái bộ giáp này cái đã. 1, 2, 3. Wow, ui. Ok bạn ơi, mình đã kích hoạt được hai lá bài rồi. Ô, Thanos đem quân tới rồi bạn ơi. Cố lên Mac ơi, Mac ơi, mày sẽ làm được Mac ơi. Lên, đừng có đụng tới gia đình của tao, đừng có đụng tới cái làng của tao. À. Ui. Ui. Mình đang hút mấy con quái vật rất là xa luôn bạn ơi. Ra đây. Bắt đầu nè, mày. Yes, mình giết được Thanos rồi bạn ơi. Mình giết được Thanos rồi. Cuối cùng cũng giết. Ui, mấy bạn thấy cái thanh gì trên đầu mình không? Ui, con rắn nè kìa. Ui, cái gì vậy? À. Trùng lẻ. Ui, chạy, đóng cửa lại. Con ra cực kỳ bự luôn bạn ơi. Ok, mình đã giết được Thanos rồi bạn ơi. Nhưng mà ở ngoài kia quá trời quá giật luôn, không thể nào cản được luôn. Để mình vô coi con Humon làm tới đâu rồi. Humon ơi, làm tới đâu rồi Humon ơi? Xong rồi Mac ơi. Nãy giờ ở ngoài kia có mấy con rắn bự lắm luôn. Tao thấy rồi, nhưng mà may cho mày là tao chế tạo xong những cái thẻ bài rồi nè. Ui. Ok bạn ơi, mình đã có những cái thẻ bài mới rồi. Ở đây chúng ta sẽ có Click Buron nè, Click Winup, Click Sơn Đù, Click Nabi, Click Zeroth và Click Chani. Ui, vậy là mình cộng thêm cả Click Hiha nữa là mình đang có 7 lá bài của những thành viên team sinh tố và thêm 2 lá bài năng lực nữa. Ui, được quá bạn ơi, mình nghĩ là mình có thể thắng được trận này á. Và trong lần này thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ xài sức mạnh của Winup đi. Mình sẽ sử dụng sức mạnh của Click Winup. Ui, sức mạnh Huy Núp nó sẽ cho mình những cây súng. Và Huy Núp là một người rất là thích chơi súng luôn bạn. Ui, có nhiều con Naga đó bạn ơi, không phải một con đâu. Có rất là nhiều con rắn luôn. Má ơi, mình giết một con, mình nghĩ có một con thôi. Nhưng mà không đó bạn ơi, có rất là nhiều con luôn. Tụi bạn đi ra à. Ui, thì tụi nó sẽ mau chết hơn. Ui, cái gì vậy? Ui, có quá nhiều quái vật ở đây luôn. Phá nhà mình kìa. Mày phá nhà tao mày. Ra đây. Ủa, nó phá banh nhà mình luôn rồi bạn ơi. Ủa lá bài Huy Núp đâu rồi? Cái súng mạnh vậy mà sao? Ủa Humon ơi, chết rồi. Humon, có chuyện gì xảy ra rồi? Có chuyện gì mát? Tao đang cầm lá bài Huy Núp đang bắn rất là ngon lành, vừa tiêu diệt hết bọn Naga, tự nhiên biến mất lá bài Huy Núp luôn rồi. Lạ, tại sao ta? Mấy lá bài lần trước làm đâu có bị đâu. À, tao biết rồi. Khi mà mày đang xài nó sẽ có thời gian nhất định. Mà khi mà nó hết thời gian á, tự động những cái linh hồn nó sẽ trở về địa ngục. Mà mày sẽ bị mất lá bài đi. Cái gì? Còn có vụ đó nữa hả? Chết rồi. Thì bây giờ mình phải xài mấy cái này cho thông minh hơn thôi. Ok, vậy thì tao đi tiêu diệt mấy con quái vật tiếp đây. Ui, mấy bạn thấy gì không? Mày thấy không? Có mấy con nhện máy nữa kìa. Và con chó gì ngoài kia kìa. Ui, con chó bự dã man vậy. Thì mình nghĩ là mình nên lấy sói chị sói bạn. Thì bây giờ lá bài chị sói của mình bây giờ chúng ta sẽ có Nabi chắc chắn 100% là sẽ cho mình sức mạnh của sói luôn. Ok, bây giờ mình sẽ thử nha. 1, 2, 3. Ô, bạn ơi, mình đang biến thành một con sói thích rồi nè bạn. Ui, tiếng gì vậy? Ui, nó bắn như con creeper. Con nhện chết này, cào con nhện này đó bạn. Ui, wow. Mình có những cái cú cào kinh thiên động địa luôn bạn ơi. Mày hả bự, đừng giỡn với sói Nabi. Ui, con chó dằn đúng xa luôn bạn. Ok, một con hả bạn ơi. À, nó rớt vô cái hồ bơi nhà mình nữa bạn ơi. Ui, xong. Wow. Xong rồi, bây giờ mình sẽ dùng sức mạnh của mình để tiêu diệt mấy con này. Ui, chết. Ui, chết. Tôi rồi, chết tôi rồi.
Ôi, chạy lên trên này, nguy hiểm quá. Tụi nó có mặt ở mọi nơi luôn rồi mọi người. Ok, bây giờ mình phải giải quyết mấy cái bọn lâu la này trước đã. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng thẻ bài của Chani và Buron. Mình nghĩ là mình có thể sử dụng hai thẻ bài này, tại đây là hai người bạn khá là thân với mình, cho nên là mình nghĩ là những cái sức mạnh của nó sẽ phù hợp với những cái việc này hơn. Bây giờ mình sẽ sử dụng thẻ bài của Chani trước. 1, 2, 3, lít Chani. Ủa, có bất kỳ effect nào trong người đâu. Ui, Dream, Tommy Nick, Techno Play. Đây là ba nhân vật trong cái series Dream S&B mà ở trên kênh Chani đã từng làm tóm tắt nội dung video các bạn. Và đây là sức mạnh của Chani. Ok bạn ơi. Ok, mình đã có một cái đội quân khá là mạnh rồi. Mình sẽ sử dụng sức mạnh của thẻ bài Buron. Click. Ok, 1, 2, 3. Mấy bạn nhớ con khủng long máy hồi nãy không? Khả năng của Buron á là máy móc, cho nên á là khi có sức mạnh này, chúng ta có thể điều khiển được những con quái vật có máy móc như vậy. Ui, mình đang leo lên ở dưới khủng long nè các bạn. Ok bạn ơi, xuống tiêu diệt mấy con quái vật đó thôi. Đứng không. Ui, mình đang cưỡi khủng long nè bạn ơi. Em chết rồi đây. Yes. Wow, yes. Tiêu diệt được tất cả tụi nó mấy bạn ơi. Chắc là thời gian cũng gần hết rồi. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Tôi biết là gần hết giờ rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn nói với lại mấy anh cái này. Solonet. Yes. Ok. Thừa biết là cái việc mà cái sức mạnh này kiểu gì nó cũng hết á là mình đã thừa biết rồi. Nhưng mà ok. Mấy bạn thấy gì trên đầu mình không vậy? Hai cái thanh máu Hydra kìa. Ba cái thanh máu Hydra. Bây giờ mình sẽ còn sơn đù. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng sức mạnh của sơn đù đi. 1 2 3 kích hoạt. Các anh nhìn có vẻ không sẵn sàng lắm, nhưng mà thôi kệ. Chúng ta đi thôi đội quân chuối ơi. Tôi đang cưỡi trên một chiếc xe chuối luôn nè các bạn. Ui, đội quân chuối cẩn thận. Đội quân chuối chết ngắt rồi. Đội quân chuối bị tấn công, đi gần chết hết rồi. Đội quân chuối chìm nhẹp luôn rồi. Đội quân chuối chết ngắt rồi. Đội quân chuối lên dĩa này ông gia. Chạy. Đội quân chuối nó yếu xìu luôn. Ôi, có chiếc xe này chạy kịp nè. Chiếc xe này nó chạy theo mình thì may ra nó còn chạy kịp. Chứ cái đội quân chuối yếu xìu luôn các bạn ơi. Thôi, cái lá bài sân đù cùi quá. Trời ơi, đúng là sân đù luôn mà. Vậy là làm sao làm tổng thống được làng sinh tố được. Ok. Mình còn lá bài cuối cùng, lá bài click H1, H4. Thì bây giờ mình không còn cái lựa chọn nữa các bạn ơi. Mình phải sử dụng cái lá bài cuối cùng này thôi. Sẵn sàng. 1, 2, 3. Ui. Ok bạn ơi. Ok mấy con Hydra, tụi bay chờ đó, tao tới đây. Ui, nó bị mất đầu rồi kìa. Wow, nó mọc ra một cái đầu khác. Mày ha bưởi, mày mất thêm cái đầu nữa nè. Ui, bắn tia cho người tụi bay nè. Ui, nó bị rụng đầu rồi. Mày lên. Ui, một con. Ok, bây giờ. Ui, gần chết rồi, nó mất thêm đầu rồi. Chết rồi bạn ơi. Còn con à, một con này đi luôn rồi. Ui, con đồng chết rồi. Ok bạn ơi, mình chiến thắng rồi. Và video đây là hết. Hẹn bạn vào những video sau. Back to đây. Bye bye.